Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay là ngày thứ 9, là ngày 19 tháng 7 năm 2021. Và chúng ta đã qua 9 ngày rồi các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đề cập với các bạn là các thì trong tiếng Anh, cùng có công thức, cách dùng và dấu hiệu. Thì cái thì mà chúng mình hay sử dụng nhất đấy là thì hiện tại đơn, đúng không? Thì hiện tại đơn nó sẽ có đối với động từ thường và động từ to be. Động từ đối với các thì ấy, thì nó sẽ có đều có khẳng định, phủ định và nghi vấn nhé các bạn. Thì mình sẽ viết tắt khẳng định là KD, phủ định là BD và nghi vấn là NV. Và đối với động từ thường, khi mà các bạn là chủ từ, à đó là chủ ngữ nha các bạn, chủ ngữ cộng động từ S hoặc ES, thì với những động từ số ít thì sẽ thêm S và ES, như là he, she, it, thì thêm ES vào sau động từ có tận cùng là O, S, X, CH và SH nha các bạn. Nói chung là mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ để các bạn có thể xem thử những cái cấu trúc mà các bạn đang học. Bởi vì cái phần thì này ấy, ở phần này thì mình sẽ lấy một cái công thức ở phía trên, phía dưới là mình sẽ lấy ví dụ. Thì nó sẽ có khẳng định, phủ định và nghi vấn. Ở các phần phía dưới thì mình sẽ ghi tắt cái khẳng định, phủ định và nghi vấn nha các bạn. Viết nhiều quá mình cảm thấy hơi mỏi tay một chút. Mình lười các bạn ghi chú mà ghi hết ra ấy, là mình, bởi vì mình cũng không cần là cái vở nốt của mình quá là đầy đủ đâu. Có nghĩa là mình chỉ cần nốt cho mình hiểu là được rồi. Bác ơi thử lỗi cho mình nhá, cái phần mà khẳng định với cả phủ định ấy, mình ghi chữ V đằng trước ấy các bạn. Mình đính chính lại nó là chữ S không phải là chữ V đâu nhá. S cộng B nha các bác. Và mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày trước ấy, mình sang chấn tâm lý với cái việc mà học thì lắm các bạn ạ. Mỗi lần mà cô cho mình học thì hay là làm thì ấy, và các bài tập về thì ấy, thì mình, ôi giời ơi, mình sẽ bị lộn tất cả các thì lại với nhau. Mình không hiểu lý do tại sao mà mình cứ bị lộn tùm lum tất cả các thì nữa. Hồi lúc mà mình mới học tiếng Anh ấy, mình nhìn thấy mấy cái cấu trúc này, mình không biết là cuối cùng cấu trúc này vận dụng như thế nào. Chủ ngữ là cái gì, động từ là cái gì, tân ngữ là cái gì ấy các bạn. Hồi đấy mình ngốc đến cái nỗi ấy, mình phải nói là ngốc hay là ngu nhỉ. Thôi nói ngốc đi cho nó được bớt thô thiển đúng không. To be, mình không biết là to be là am ya đâu đó các bạn. Mình ghi thẳng là ai, to be, xong rồi một cái gì đấy đó các bạn. Mình ngốc thực sự luôn ấy. Mình nói thật, hồi đó mình nhìn cái công thức mình không biết là vận dụng như thế nào luôn ý. Thế nên đó là lý do tại sao mà các bạn lấy thêm ví dụ vào nhá. Hồi đấy thì nói chung là mình khờ lắm, mình học tiếng Anh mà mình còn ngốc, hồi đấy không có đi học thêm tiếng Anh đâu. Nói chung là mỗi lần mà làm thì là mình chỉ muốn khóc thôi, bởi vì quá nhiều thì mình không biết là sử dụng cái thì nào và cho cái nào, mình không biết là nên áp dụng như thế nào. Sau này thì mình mới biết là mỗi thì nó sẽ có cái cách dùng và cái dấu hiệu nhận biết ấy. Ví dụ như là cái trong cái câu đấy, ví dụ như nó có cái dấu hiệu nhận biết sẵn rồi ấy, thì các bạn sẽ phán đoán được đó là cái thì nào và cách dùng của nó để các bạn có thể vận dụng vào. Nhiều cái câu nó không có dấu hiệu, mình không biết là cuối cùng nó sử dụng thì nào với các bạn. Hồi đấy ấy, mình nói thật, mình làm đại tiếng Anh luôn ấy. Mỗi lần mà đến môn tiếng Anh hả, mình chỉ muốn cho qua môn cho rồi, chứ không có nghĩ là sẽ lấy điểm cao môn tiếng Anh đâu. Ôi, và cái nghiệp nó cũng tới ấy các bạn. Mỗi lần mình nói với các bạn về cái nghiệp, mình cứ không biết mình cuộc đời của các bạn như thế nào. Cuộc đời của mình cứ mỗi lần mình đang làm một cái gì đấy, mình nghĩ là sau này nó không quan trọng nữa, mình bỏ dở, thì chắc chắn 100% sau này cái cuộc đời của mình nó sẽ gặp lại và nó bắt ép mình phải sử dụng cái đó luôn ấy. Mình kể cho các bạn nha. Hồi trước ấy, mình nói là mình học tiếng Anh chỉ để mình biết thôi, cũng không cần quá là nhiều, học ôi vừa vừa thôi, chỉ cần học sơ sơ là được, không cần nắm những cái thứ chắc chắn hoặc là những cái thứ mà nền tảng nhất định. Các bạn học ở trong trường ấy các bạn, ở trong trường của các bạn thì có các bài tập, hầu hết tất cả các bài tập đều có các thì tiếng Anh ở trong đấy. Mình đảm bảo 100% bởi vì mình đã học qua rồi mà, đúng không? Các bạn cũng phải tự nhận rằng đó là như vậy, tất cả đều có các thì tiếng Anh ở trong đấy. Thế nên là các bạn phải bắt buộc học thì. Sau này thì sau này khi các bạn đi làm rồi, hay là các bạn ví dụ các bạn nghiên cứu ngôn ngữ, thì các bạn cũng phải học chắc chắn mọi thứ về tiếng Anh rồi, đúng không? Còn như các bạn đi làm ấy, thì các bạn không có sử dụng quá nhiều thì tiếng Anh đâu, những cái thì cơ bản thôi chứ không có quá nhiều. Còn nếu như các bạn muốn thành master luôn ấy, thì các bạn cứ học hết tất cả mọi thứ về tiếng Anh đi. Cái gì mình biết thì mình học, học từ từ cho nó chắc luôn là được.
đừng có kiểu học như mình. Ôi trời ơi, mình nghĩ lại mà mình cảm giác như là bản thân mình có lỗi với bản thân mình nhiều lắm. Cứ học xong bỏ qua, học xong bỏ qua, học rồi lại thôi, học rồi lại thôi. Xong rồi đến lúc là bắt buộc phải lại học. Thế nên nó mất rất là nhiều thời gian. Nên là mình cũng có lời khuyên với các bạn, đừng làm một cái gì đó quá nhanh hoặc quá vội. Nó sẽ mất đi rất là nhanh. Cái gì cũng từ từ thôi. Khi mà các bạn có sự từ từ chắc chắn thì cái gì nó cũng sẽ đúng. Ví dụ như là nhận định một vấn đề các bạn. Mỗi lần mà chúng ta có một cái vấn đề nào đấy, chúng ta đang rất là bức bối đúng không? Tâm hồn của chúng ta, tất cả mọi thứ nó sẽ kiểu như là: ôi tao nhận định vấn đề này đúng rồi, chắc chắn nó là như vậy rồi. Nhưng mà đối với những người mà người ta hay quan sát và trầm tĩnh ấy, thì người ta sẽ suy nghĩ lại tất cả mọi thứ trước khi người ta nói và người ta làm. Giống như chúng ta học cũng vậy, đừng có học quá nhanh, học cái gì từ từ thôi, học cho nó chậm và nó chắc là được. Đó là lý do tại sao người ta hay so sánh rùa và thỏ. Đối với mình, rùa và thỏ thì đều có ưu và nhược điểm, nên là học cả hai cái là được. Ok. Ôi, thế là mình nói quá xa cái chủ đề ngày hôm nay rồi nhỉ. Quay lại những cái thì mình cũng chỉ viết những cái thì này thôi, take note thôi, cũng không có quá nhiều. Mình hôm nay thì mình chỉ take note những cái thì về hiện tại thôi nhé. Còn ngày hôm sau thì mình sẽ take note về những từ quá khứ. Mình sẽ cho các bạn công thức về khẳng định, phủ định và nghi vấn, và phía dưới là ví dụ và cách dùng và dấu hiệu nhận biết. Thì các bạn nên có một cái quyển sách để học như thế này. Sau này ấy, thì các bạn lấy nhiều ví dụ lên và làm nhiều bài tập lên. Hầu hết thì bây giờ toàn trắc nghiệm là trắc nghiệm thôi, nên là các bạn sẽ đơn giản hơn trong việc chia từ. Hãy vui sướng khi mà được học trắc nghiệm nhé. Ngày xưa học tự luận đấy, các bạn mình ghét như cái tá cái câu là viết lại cái câu thứ hai vẫn giống nghĩa cái câu thứ nhất mà cái dùng thì. Ôi giời ơi, mình nói thật, mình không bao giờ được đạt được điểm của những cái câu tự luận như vậy đâu. Mình chỉ viết những cái câu như là tường thuật này, câu mệnh đề quan hệ thôi. Ôi giời, còn mấy cái câu mà viết lại một cái câu khác thì hồi đấy mình... Ôi giời, mình nói thật với các bạn, hồi đấy mình học tiếng Anh mà như kiểu là học vì đam mê, học cho qua môn ấy các bạn. Mình nói thật, hồi trước mình học tất cả các môn đều qua môn cho rồi ấy. Nhưng mà từ khi mà mình học lớp 8, mình bắt đầu nhận ra mọi thứ là mình học như vậy là tồi tệ ấy. Xong rồi đến năm lớp 10 ấy, mình cảm thấy là mình chấn chỉnh tất cả lại mọi thứ, nên là học đồng đều tất cả lại các môn đấy các bạn. Đừng có ghét môn nào quá các bạn ơi, ghét của nào trời trao của đấy đấy. Mấy cái bạn môn học tự nhiên cho lắm vào, xong rồi cứ ghét mấy bạn học bên xã hội, sau này là nghiệp quật lại học toàn mấy môn xã hội đấy. Thấy, nên là đừng có ghét cái gì quá. Bản thân của mình là một người như vậy đấy các bạn. Không biết là các bạn đã bị nghiệp quật như mình chưa. Những bạn nào bị nghiệp quật hãy comment cho mình biết, để mình chúng ta vào một nhóm group nghiệp quật. À, bây giờ thì mình sẽ qua một cái thì, đấy là thì tương lai đơn. Và đây là cái thời mà mình hay sử dụng nhiều nhất. Mình cứ thích về tương lai lắm các bạn. Mình cứ thích nói chuyện về hiện tại và tương lai thôi, không thích nói chuyện về quá khứ đâu. Tại vì quá khứ của mình nó không có được quá là thuận buồm xuôi gió ấy các bạn. Nó có rất là nhiều thứ mà mình phải cất giấu đi ấy. Thế ra là mình chỉ thích nói về hiện tại và tương lai thôi. Còn với các bạn là những các bạn nào có những quá khứ đẹp thì mình nên viết. Hoặc là những bạn nào mà nhiều lúc buồn buồn ấy, các bạn mở sổ ra viết nhật ký bằng tiếng Anh cũng khá là hay đấy. Sau này khi mà các bạn đọc lại, các bạn ngồi cười cười một mình ấy. Nhiều lúc mình hay viết nhật ký bằng tiếng Anh lắm, xong rồi mình ngồi đọc lại, ôi giời, xong mình viết cái nhật ký thì mắc cười trời. Mình chỉ sử dụng từ những cái từ rất 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 là đơn giản để viết tiếng Anh thôi, xong ngồi đọc nhìn cũng mắc cười. Bây giờ cũng vậy các bạn. Có mấy cuốn sổ mà ba mẹ mình vẫn để ở nhà, mình cũng chưa lục lại nữa, mình sẽ lục lại để lại đọc. Ngày trước mình hay viết đằng sau mấy các bạn chuyên đời viết lung tung lang tang ở trên sách vở. Ngồi học thì nhiều lúc buồn buồn chán chán thì hay vẽ ở trên sách nữa. Mình là học sinh như vậy đó các bạn, nhưng mà mình vẫn học bài nha các bạn. Nói chung là mình ở trong lớp mình cũng hay nghe mấy đứa nói chuyện lắm, nhưng mà mình vẫn tập trung học bài. Mỗi lần thầy cô gọi mình lên thì mình vẫn trả lời đúng. Học bây giờ mình cũng không biết là cái phương pháp học đó là phương pháp kiểu gì nữa, nhưng mà hãy tập trung trong học tập nha các bạn. Đừng có lơ đễnh học tập, bởi vì khi mà các bạn lơ đễnh một phát, các bạn quay lại không biết cô giáo đang giảng gì và các bạn phải hỏi lại người khác, rất tốn thời gian ấy. Để ra trường nói chuyện nhá, cái gì cũng để từ từ ra trường nói chuyện là được. Ra chơi thì nói hết, nói không hết đúng không?
Mình hiểu mà, mình đã trải qua mọi thứ. Và tập trung ở trong lớp khi mà cô giáo nghe giảng ấy, bởi vì các bạn liếc qua liếc lại một chút là bắt đầu mọi thứ các bạn như kiểu là học lại từ đầu với các bạn. À, hôm nay cũng kết thúc rồi. Và ngày mai thì mình sẽ học, ngày 10 thì mình sẽ học về các thủy khóa khứ nha các bạn. Nhớ like và subscribe để ủng hộ cho channel của mình nhé. Yêu tất cả mọi người.